Hi, xin chào các bạn. Lúc mà mình quay video này thì chắc các bạn đã chọn xong trường, xong định hướng sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầy thử thách. Dù gì thì các bạn đã cố gắng rất nhiều, và để bắt đầu hành trình mới thì mình nghĩ một cây piano mới phù hợp với nhu cầu giải trí lẫn học tập cũng như kết nối giữa các thành viên trong gia đình là vô cùng quan trọng. Thế nên nếu các bạn cần một cây piano điện giá rẻ, chưa đến 8 triệu phục vụ những nhu cầu cơ bản, sử dụng không quá phức tạp, tính năng đầy đủ mà thiết kế tinh tế, thì hãy cùng mình theo dõi chuyến đi quận 5 để giao cây Artesia PE88 nhé. Bạn nhân viên bên mình đã chất hàng lên xe và lên đường. Cuối cùng thì cũng đến nơi, cùng mình tiến hành lắp đèn thôi. Không gian nhà vô cùng thoáng, được quét nền sơn trắng, tạo sự rộng rãi và dễ chịu. Trong thùng sẽ bao gồm thân đàn, chân đàn, bê đan, giá để sách hướng dẫn và một bộ nguồn. Ngoài ra còn được tặng kèm một chân đôi và một saxophone. Trước hết mình sẽ nói các ưu điểm của dòng PE88 cho các bạn xem nhé. Em này có thiết kế nhỏ gọn, chỉ nặng khoảng 9 kg thôi và có thể dùng pin. Nếu như bạn muốn mang mẫu đàn này ra cà phê sân vườn, đi các phòng trà hoặc đem đi học tại các trung tâm thì chắc chắn đây sẽ là mẫu đàn lý tưởng. Bên cạnh đó, cảm giác chơi của bạn sẽ trở nên hoàn hảo nhờ 88 phím cảm ứng lực nhấn cực nhạy. Âm thanh cũng là điểm nổi bật trên Artesia PE88. Âm thanh lớn, ấn tượng hơn với 130 âm thanh. Kèm theo đó còn có đến 100 style mặc định. Màn hình LCD hiển thị rõ ràng các chức năng, giúp cho bạn dễ dàng thao tác. Đàn có các chức năng như metronome đếm nhịp, recording, ghi âm, split, chỉ bàn phím, layer, duet, trộn tiếng, harmony, đánh bè, transpo, tăng giảm tông và tích hợp big band. Kết nối đa dạng với các cổng micro USB, midi, pedal. Đàn có hai màu đen trắng cho các bạn lựa chọn, cùng chính sách bảo hành siêu hấp dẫn như bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Đội ngũ đã hoàn thành phi vụ mang số hiệu PE88 tại quận 5. Cảm ơn anh đã tạo điều kiện và hỗ trợ team. Nếu các bạn ưng mẫu đàn này thì có thể để lại comment phía dưới cho mình biết nha. Đừng quên like, share, subscribe cho kênh Minh Phụng Music để mình có cơ hội giới thiệu đến các bạn những cái đàn mới với mức giá cực kỳ lý tưởng. Và bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong số tiếp theo.